Witcher 20 Japanese people. Ồ, nhiều quá. I just study around 31 31 hours to pass the exam to get a hour. license or lift car. Okay, có thể. When I bought about forklift, I challenge to all the driver lesson. Oh, okay. What kind? Combine? Pokrain. Some Pokrain. Grand. Okay. That's good. When you cut the big tree, or when you want to raise a Okay. big Cutter. Big machine you cutter. should Sewing machine. use this. Sewing machine. Okay. Today, what topic will we study? Do you have an idea? Today, là gì? Chủ đề là chúng tôi học tập là gì? Học tập là gì? Chủ đề, chủ đề. Chủ đề do you think should hard working or smart Hardworking, small work, smart working. working? Smart working and hard working, which is better for you? That is a topic. I like smart working. Actually, I don't want to use much energy to live. I would like to save my energy. I only work and then the necessary, it's basic necessary working. How about you? What do you say? And then you wanna work hard work or smart work? Which one is it? I prefer smart working because right now I work in the company. I have to hard working, and when I finish my job, I am feeling exhausted. Exhausted, yeah, tired, mệt quá. That's why I want to use my money to invest about education. I want to change my life in the near future. Okay, so when you start your own business, you can do smart working, but when you are employee at company and then there are system or you work with a team, so you should do hard work because working hard is very important in the group activity because they cooperate each other. If you only try to smart way and then people try hard, you just find the best way to do work, then harmonize, not harmonize. But if, when you have your own business, like me, and then I think smart means, and then planning, knowing about business, or and then get reach the goal faster. When we study, and then if we use so not if I use AI, then by using AI, I can save time to study, master or study, and then foreign languages. That is a little smart away. If I don't use AI, I study traditional way, it's very hard.
And then in, it takes a long time to memorize vocabulary, reading and communicating, pronunciation. But when I use AI, quite different. And then I make sure AI can help us to improve language skill faster than before, faster than when we don't use AI. Okay, so and then let's talk about the topic. Me first about hard work or smart work. And then I like smart work rather than hard work. We know hard work is very important in our lifestyle, like ants. And then we have a lesson about our life. And then we need to make plan. We keep promise. And take time, don't be late. That is very important. But the important thing is the keeping rules, keeping time is also important, but also doing smart something smart, do something smart, and then in this is very important in the future of now because we live in high technology. If we live in the far away local area as a farmer, as a fisherman, we don't have to use technology. But if we live in city or we make friends with the people, communicate with each other. We should know about the high technology as well as AI. And then and so we are using high technology to work smart. And then smart working is very important in the future and now because we can save time. We can get a high quality. Also save time. And then I like using AI in learning foreign languages. Now I study Vietnamese, but I would like to make a program to learn foreign languages with many people. I would like to help other people who want to learn foreign languages effectively. And then I would like to make a program with that. Okay, now I am talking in Korean. 힘들게 일하는 것과 똑똑하게 일하는 것 중에 어떤 것을 고를 건가요? 나는 똑똑하게 일하는, 총명하게 일하는 것을 고르고 싶습니다. 물론 힘들게 일하는 것은 아주 중요합니다. 시간을 지키고 약속을 지키고 늦지 않고 일에 충실하는 것은 기본적인 거라고 생각을 합니다. 똑똑하게 일한다고 해서 약속을 지키지 않고 시간도 지키지 않고 자기 관리가 안 되는 것은 옳지 않다고 생각을 합니다. 하지만 똑똑하게 일하는 것은 요즘 시대 기술이 중심이 되는 시대에는 아주 중요합니다. 만약 우리가 아주 먼 시골, 뭐 농사를 짓거나 어업을 하거나 할 때에는 똑똑하게 생활하는 그 아주 고급 기술이 필요로 하지는 않을 겁니다. 하지만 우리가 사람들과 교류를 하면서 도시에 살거나 아니면 사람들에게 도움을 주거나 어떤 일을 성취를 하려고 한다면 그때는 우리는 아주 높은 기술을 이용을 해야 됩니다. 나는 외국어를 공부하는 데 있어서 AI를 사용합니다. AI를 사용한다는 것은 좀더 똑똑하게 공부한다는 것을 의미합니다. 시간을 절약할 수 있고
더 효과적으로 외국어를 공부할 수 있습니다. 지금 나는 베트남어를 공부하는데 AI를 사용함으로써 공부한 지 11개월이 됐지만 나는 그래도 조금 더 AI를 사용하지 않았을 때보다는 훨씬 더 잘한다라고 더잘 배웠다라고 생각합니다. 그리고 나는 또 AI를 활용한 외국어를 공부하는 프로그램을 좀 만들어서 많은 사람들에게 도움을 주고 싶습니다. Think it? 주델라 cố gắng Làm việc chăm chỉ hay là thông minh? chăm chỉ làm việc chăm chỉ và hoặc làm việc thông minh tôi thích làm việc thông minh hơn làm việc chăm chỉ làm việc chăm chỉ là quan trọng chúng ta cô làm việc chúng ta phải sử dụng thời gian chúng ta có thể promise what is the promise 약속 promise keeping promise hang bet Promise. keeping promise make promise Mi lộn promise xộn. 약속 À, make promise hẹn hẹn lưu hả lời hứa. Có cuộc hẹn. Cuộc hả hẹn, cuộc hẹn. cố gắng Cuộc cố hẹn. gắng chúng ta phải cố gắng chúng ta don't be late don't be late À, don't be late. don't be Đang late thì thiên bệnh là gì đang đang trì hoãn, thiên hoàng đừng trì hoãn. thiên hoàng don't thiên hoàng don't Này thiên hoàng thiên hoàng chúng ta phải đồng ngon đồng thi ngoan nhưng mà khi chúng ta viết xong ô kỹ năng cô hiện tại kỹ năng hiện tại là kỹ năng cô chúng ta viết xong nên chúng ta có thể sử dụng kỹ năng của Visual AI, máy tính, thuật truyền. Chúng ta có thông tin tuyệt vời. Nên khi chúng ta học ngôn ngữ, chúng ta có thể sử dụng AI nên chúng ta có thể học tập nhanh nhanh thời gian là quan trọng nên chúng ta có thể cải thiện kỹ năng ngôn ngữ với AI tôi muốn trước người học ai học ngôi nữ tôi muốn cô ý chung dự án với AI dự án AI dự án với AI cho học sinh ai học ngồi nương ok xong now your turn to say about topic today So I think work hard or work smart. So many people they prefer work smart like me. But I think working hard is
key factor to easy to get a chip become a success. And I think work hard not yet enough in your life, in your job. So you should change, and you should you should work smart. You can share the time, the money, the affect your about your job, your life. And right now, so have many high technology help you easy to, and more easy and effect in your job. You don't just work hard. You don't forgot about IT. There are many people that you right now. Yeah, I think Thank you. that's all about presentation about in English. Okay. Now thank you. Để em sau đây em sẽ nói về tiếng Việt là có mọi người thì cũng giống như em thì thường cũng nghĩ là chọn làm việc thông minh thay vì chọn làm việc chăm chỉ. Làm Nhưng làm việc chăm chỉ là một một cái yếu tố, một cái giúp cho mình dẫn đến thành công. Nhưng mà làm việc chăm chỉ thì vẫn chưa đủ, vì thế nên cần phải làm việc thông minh. Và đừng quên là hiện nay là có nhiều công nghệ thông tin, hay là nó sẽ giúp đỡ mình rất nhiều để có thể tiết kiệm thời gian, tiền bạc trong cuộc sống của mình cũng như là trong công việc. Vâng. Vâng, ok. Thiên Anh. Tiếng Hàn ơ. Chăm Actually chỉ là 열심히, thông minh túc là túc 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 hay dù hành, túc túc hành gì, túc túc. Hyun Chi Mani Saramun Yon Đi. Sim Mi Yeah. I hay dù Cơ sao Dọn xin mi y hamion sức sau sẽ cùng tê heo I don't know.똑똑하게 But I think 일하는 so.거, 똑똑하게 일하는 거 좋아한다며. 똑똑하게 일하는 거는 어때요? 똑똑하게 일해요. 똑똑하게. 오케이. 똑똑하다. 똑민, 똑민. 똑똑. May share with you in the small sentence in Korean. I said I use chat GPT. Thiên Hàn, Nha. cố gắng nói về thiên văn Thiên Hàn nên Nè. em có thể học Thiên Hàn. Cô thông minh, Nè. bắt tâm là ok, nói về chủ đề bằng Thiên Hàn. Nè. San mê sao Orinun chung chung yon sim mi Ireya Hanji Sư ma thư hake Túc túc Ireya hage, túc túc hage, túc túc hage.
túc túc hạt kê túc. ireya hàn chi e tê Ừ. hàn chinh mun Nhìn gì chinh mun chinh mun nun ham ni ta ta? yon sim mi Ừ. iran nun cốc sơn Ừ. sung sông cung rừng tan song hạt nương Ừ. tê chung vô hành vô su chung Im gì ta? hà rô Ừ. can chu tem ni ta Ừ, ok. y nương Ừ. in nê sim no rock mít cư nim ốc nương trong si nương na tha nem ni ta Ok. Đúc tố cáo là phân phẩm này là không tốt nhất. Chúng ta nói có thể nói Dụ bằng Inia chúng tôi. Em sử dụng AI hoặc em sử dụng máy tính thực truyền. Tôi là phương pháp không tốt. Này này, just Nè share the what are you thinking right now in Korean? nè quan trọng ý chung em là quan trọng nên em nhi nhi nói em có thể em phải không phải sử dụng hoàn toàn just em có thể cố gắng nói về bôi inia em nên em không đọc AI nên nếu chúng ta phải can thiết đọc cao cao chuyên nên chúng ta có thể học tập sử dụng Zoom Google Document bài cho chúng ta nói trao chuyện free talking we are doing free talking about that topic we should not use any reference What only use your our own idea I let new vocabulary and grammar. Okay. Oh, where? 아니, 11월 12일 날 가는데 1월이나 2월에 들어가고 다른 데 갔다가 친구하고 같이 가서 한번 놀러 와, 그 전에. 잘 갔다 와, 그러면. 아니야. 나 지금 공부하는 중이야. 빨리 공부하고. 또 통화해. 오케이. 야, and then em có thể nói về chủ đề about 똑똑하게 일하는 거. 똑똑. 생각하세요. 생각해서 말해요. 예스. 완벽하게 안 해도 돼. 홍 완투한 완투한. 저는 연습이 이 하면 성공 테 테하 테한 테한 수 로요 하지만 sorry 하지만 똑똑하게, 똑똑하게 일하는 거.
Hajiman, you should try many ways to working, just don't just hard working. Because when you work, usually also the team working, also your boss at your work place can support you when you don't understand something. Helping each And other. you can ask some and you can get some idea from them. Nói về chủ đề là bằng tiếng Hàn. Cố gắng ở rồi á, cô cá cô cá à, cô cá ok, túc túc hage ira nung goshi chunyo hamnida, túc túc hage ira nung go we túc túc hage ira de kayo, bài sau chúng ta làm bếp thông minh bài sau. Yêu lý do là gì? Rồi đáp tiếp. Cái tên tôi dặn. Saving Chờ đáp kêu. Si gan chờ đáp time. kêu. Cái đam mê energy hiểm thở rồi. Hiểm hiểm energy năng Nora. no Of and course. then 힘이 덜 들어요. 시간 절약, 힘덜 Sức들어요. lực thì ít. Ít sử dụng sức lực. Cái lực này Tiết힘이 덜 kiệm thời들어요. gian. Chỉ cần Kiểu 우리는 더 더 똑똑해질 수 있어요. 똑똑하게 일하기 시작하면 더 똑똑해지, 점점 더 똑똑해져요. 힘들게 일하면 계속 힘들게 일해야 되고, 똑똑하게 일하면 더 똑똑하게 일할 수 있어요. Smart and 기술은 발전해요. 발디엔 기능. Smart 통밍 라 발디엔. But 참지 라 홍 발디엔. 힘든 거는 발디엔 하는 게 아니고, 노락 and 잠지 and then 홍바텐, 그거는 발전이 아니에요. 그냥 똑같은 일을 하는 거야. 쌤쌤 람백 홈 홈나이 람백 쌤 나이마이 람백 쌤 중라이 람백 쌤 홍바텐 잠지. But the Tung Min, hôm nay, làm việc, nay mai, làm việc, cùng nhau, căng nhau, không, 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 cùng nhau, khác chả này, 오늘보다 내일, 내일보다 쭉 나이, 일더 똑똑하게 하니까 달라질 수 있어요. 보태, chúng ta nói về cáo, nhiều cáo, mỗi cáo. Như À, tôi đã nói về cáo. 나는 인터넷에서 뿡따오 어부 영상을 보고 있어요. 나는 유튜브에서 뿡따오 어부 영상을 보고 있어요. 뿡따오 어부가 고기 잡는 영상을 보고 있어요. 용, 나는 유튜브에서 웅따오 어부가 고기 잡는 영상을 보고 있어요. tôi thì ngắm ngư dân ở Vũng Tàu.
Gian biển, gian biển, nuôi Còn gian tôi thì biển. ngắm giang biển Gian ở Vũng Tàu. biển là Cao Ca, Hồ Vũng Tàu. À. Tôi xem video của YouTube. Ừ. Trong YouTube là gian biển Ừ. Vũng, Hồ Vũng Tàu đang cao ca. À. Kumul, sujung là net, net, ý nghĩa là gì? Net. Là lưới. Lưới, Lưới. Ừ. sujung lưới. Okay. You say Ừ. about nói về cao thiên bếp. Tôi sẽ nói của chích. Biên chích, biên chích. Bạn tôi năm nay 30 tuổi, mới học đại học ở Hàn Quốc. Bạn thằng xin nên tôi là biết sao đấy năm nay cứ Hàn Quốc에서 공부를 마쳤나요? 어떻게 Bạn tôi năm nay 30 tuổi, mới học đại học ở Hàn Quốc.몇 년에 한국의 대학을 마쳤나요? 네. 나는 1997년에 졸업을 했어요. 92년에 1992년에 대학 들어갔어요. 어디야 다이홉? 서문산. 하이무이 봄 아마 24살에 늦게 들어갔어요. 늦게 네. 늦다 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 뭐야? I was late to enter university. You can translate to English for me. I was when I was 24, I entered university, started No. university. I majored law, and then No. I was late because I work and I started study. No. My friend 30 years old, but she just study university in Korea. Thirty. 30. Thirty. But start to study It's possible. university And nowadays in Korea, the studying in university is not difficult because in Korea also the population problem and then the students population of students are not enough. University. If you want to study Korea and then in university and then it's not difficult, but you should know about the process about TAPS. Do you want to study in Korea? Really? Nè, trong No. cung trong cung Hàn Quốc con đi dụ. 한국어 공부하고 싶어요. I'm study em học tiếng Hàn ở Hàn Quốc. Nè. Có thể thì test nên anh nên em có thể cô Daiyok, Japan. Then you got a chance to go study in Korea. No, I say about my friend because so right now I think it's very hard for me because so How long will you work in Japan? 7 years. Now 7 years. Yeah, In the around seven future, years. yeah, in the future, and how long will you work more? And right now I am thinking I want to get many certificate. After that I change my job. I want to look in a good job.
In Japan? In Japan, maybe, Okay. and I don't know how to become a freelancer. Freelancer. So many people, smart people, they are just work by myself. They have become a freelancer. They can work everywhere. Okay. Actually, and Tan, what are you good at? 32. I Not will book. not toy. And what are you good at? I mean that what's your favorite thing? Not the language. The language is your working or your future. And then that is basic. But I mean that what's your best work if you got a freelancer. So Freelancer job, and then what will you do? Your choice is free, and then what will you do? what do you live when you work Freelance. freelancer? What now? What make you help people? What can you do for people? You know what? How can you get a customer? What customer do you need? And then that means if you have a customers, you can sell something, you can service, help customer, give information about something. So and then what will you give you? Give them, give your customer. You sell something. So and then if you want to be freelancer, and then I will sell something or I will start maybe restaurant, Vietnamese restaurant. I'll start car center. You work in the car company, and then there is many ways. So and then what will you do? Do start one, but your client, your customer, and then like you, because you are very helpful. So and then what will you do? You're thinking about it. And when you do the freelance, do you have one? For example, I start my work water sports because of my client satisfaction. You know, satisfaction, satisfy, and then like people enjoy. When people have a good meal, they're happy. When they learn about for the first time surfing on the wave, they happy if they are safe and then not hurt. And then this happiness is very important for your customers. So and then the reason why you start your work is in